Chương 11. Và Đức Chúa Giê-xu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. Khi răng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng, Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, Hãy về, thuật lại cùng răng những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Khi họ ra về, Đức Chúa Giê-xu mới phán về việc răng cho đoàn dân nghe rằng, Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Ấy vì người đó mà có chép rằng, Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn răng bắp tít, nhưng mà kẻ nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Song từ ngày răng bắp tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy, vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời răng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Eli, là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ kêu la cùng bạn mình mà rằng, Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vì răng đã đến không ăn, không uống, người ta nói rằng răng bị quỷ ám. Con người đến, hay ăn, hay uống, thì họ nói rằng kìa là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy. Vì dân các thành mà Đức Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài của trách rằng, Khốn nạn cho mày, thành Cô-ra-xin, khốn nạn cho mày, thành Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ti-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội cho, ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ti-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay. Còn mày, Ca-bê-na-um, là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày, đem làm trong thành Sodom, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta giao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Lúc đó Đức Chúa Giê-xu nói rằng, Hỡi cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi cha, vì cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa cha, phải thật như vậy, vì cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc cha đã giao cho ta, ngoài cha không có ai biết con, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu. Và gánh ta nhẹ nhàng.